Xin chào cả nhà. Hôm nay bếp nhà chị xin giới thiệu cả nhà một món ăn vặt rất là ngon và thơm. Đó là món sữa tươi chiên. Nguyên liệu để làm món này bao gồm 360ml sữa tươi. Nhà chị sử dụng ở đây là sữa tươi vì dấu. Trứng gà 4 quả, 50g bột bắp, 30g đường, 40g bột chiên giòn và cuối cùng là 60g bột chiên su. Và bây giờ bếp nhà chị sẽ hướng dẫn cả nhà làm món này. Đầu tiên, mình sẽ đập trứng gà và chỉ lấy mỗi lòng đỏ. Tiếp theo mình sẽ cho 30g đường, 3 cánh đều nữa. Khi đánh xong như thế này, chúng ta sẽ cho thêm số bột bắp vào. Khi hỗn hợp đã như thế này rồi, thì mình sẽ cho sữa vào. Sữa mình chọn hơi nóng để mà làm bánh ra thì mình bánh sẽ hơn. Sau khi hỗn hợp đã đều như thế này thì chúng ta sẽ bật bếp và đun. Đổ số hỗn hợp sữa vào. Chúng ta nhớ là sẽ đun trên lửa nhỏ để khi hỗn hợp sệt lại. Khi hỗn hợp đã sệt như thế này thì mình sẽ đun thêm tầm 2 phút nữa. Cả nhà nhớ là đun trên lửa nhỏ, không đun trên lửa to vì sẽ làm cho cái hỗn hợp này nó sẽ bị cháy và khế. Hỗn hợp đã sệt như thế này là đã được rồi. Và bây giờ mình sẽ tắt bếp. Mình đã để sẵn bọc thức ăn ở trong cái hộp này. Nếu như chúng ta không có bọc thức ăn thì chúng ta có thể quét một ít dầu ăn lên để đến lúc mà chúng ta lấy ra nó sẽ dễ dàng hơn. Mình sẽ cho hỗn hợp vào đây. Chúng ta hãy tán đều như thế này để cho bánh mặt bánh được đẹp hơn. Và mình sẽ bọc lại. Sau khi đã bọc xong thì chúng ta nén cho nó đẹp làm tí. Mình sẽ đậy nắp lại và bỏ trong ngăn mát bảo quản từ 3 đến 4 tiếng. Sau mình sẽ đưa đi chiên. Sau 3 tiếng bỏ tủ lạnh thì bánh sữa tươi của mình nó đã được rồi. Giờ mình sẽ mở ra. Đây ạ. Bây giờ mình sẽ bóc ra và mình chỉ dùng một nửa, còn một nửa thì vì là bánh đã chín rồi, mình có thể bỏ quản tủ lạnh, bỏ ngăn đông và dùng cho những lần sau. Giờ mình sẽ cắt ra thành những miếng vuông nhỏ. Tiếp theo mình sẽ đập trứng. Sau đó đánh đều, ta chỉ cần đánh đều. Đầu tiên mình sẽ lấy từng miếng bánh đi chấm bột trước. Tiếp theo là lăn qua trứng. Cuối cùng chúng ta lăn qua bột chiên su. Bây giờ chúng ta sẽ mang bánh đi chiên. Mình sẽ bật bếp và đổ dầu vào. Dầu đã sôi, bây giờ mình sẽ cho bánh vào. Khi bánh đã chuyển sang màu vàng như thế này thì mình có thể gắp ra đĩa thấm dầu. Sau khi đã thấm dầu xong, mình sẽ gắp ra đĩa và thử xem món này hương vị nó sẽ như thế nào.
Bây giờ mình sẽ ăn thử xem món này sẽ như thế nào. Món này ăn rất ngon mọi người ạ. Mọi người hãy thử làm món này xem thế nào nhé. Cả nhà thấy món ăn này như thế nào? Hãy để lại góp ý ở bình luận để bếp nhà Chip hoàn thiện hơn. Cảm ơn cả nhà đã xem video của bếp nhà Chip. Nếu cả nhà cảm thấy hay thì hãy like và chia sẻ video. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của bếp nhà Chip. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo.